Và đây là đôi sập gụ trơn chân quỳ, gỗ gụ Lào 100%, gỗ đặc nguyên khối, hàng đẹp. Bệ là giày 10 phân, chân là 25 phân, giá là 31 triệu, giá tận gốc tận sở sản xuất. Gỗ rất khô kiệt, gỗ nặng và da dầu, rất chi là đẹp. Và mặt là mặt khuôn 10, ván 3 phân, mặt 2 lá, mỗi lá dày 3 phân, khuôn tranh dày 10 phân và mặt khuôn 8, ván 2 phân. Các quý khách hàng nào khi đi mua hàng, cơ sở cam kết gỗ chuẩn gụ Lào 100%, kích thước là 1m80 x 2m20, sập tam diện cổ liền, hàng VIP cho quý khách hàng nào sành chơi về đồ gỗ, sập khô kiệt, gỗ đồng màu rất bóng. Và bên trên đây là bộ sập thập điệu quần mai, kích thước 1m60 x 2m, cũng được làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Gỗ lạt được cơ sở em chọn lọc rất kỹ lên từng phôi gỗ, gỗ nục nà, hàng đẹp trần trọi không lỗi lầm. Sập nằm bên em là chất liệu gỗ gụ Lào, hàng đẹp, hàng trơn bóng, lì, gỗ nặng, sập chỉ là vân và chắc khỏe, bệ dày và đẳng cấp. Và các quý khách hàng nào khi đi mua hàng, hãy chọn được cho những bộ sập đẹp như thế này, liên hệ Zalo 0989 924 345.